ください。Người ăn hết cái ổ này được chị? Được. Hết luôn hả? Ủa, em trai chị lắm. Sáng nào cũng hai ổ á. Sáng nào nó cũng ngồi nhâm nhi hai ổ. Rất nhiều các loại hạt. Mấy đồ quê á? À, bên cạnh tôi đang có một YouTuber mới nổi. Ok. Oh, xin chào. Hiện tại mình đang đứng tại nhà thờ Shaku. Đây nằm trên một cái ngọn đồi cao nhất của thủ đô Paris. Và đứng tại đây thì có thể nhìn được thấy toàn cảnh của thủ đô Paris. Rồi, phía xa là sau tôi đó là thủ đô Paris.
ơi, sau lưng tôi đang là toàn bộ thủ đô Paris, nhìn từ đỉnh đồi nơi có cái nhà thờ Sacré-Cœur. Rồi một đoàn lính có vũ trang đang đi tuần tra, sau đó súng xịn lắm.